sau khi mà ông đã hoàn thành việc làm khung giải chấm hàm lên để vẽ thì bây giờ chúng tôi đang kẻ các ô sao cho thật là đều cân cán để như thế thì mình có thể vẽ được. Sau khi vẽ thì chúng ta sẽ nói chung là vẽ một bức tranh như các bạn thấy ở trên kia thì nhớ thích của các bạn. Và đây chỉ là những công đoạn đầu tiên thôi. Đây chúng ta đang chia ô như kiểu ô chơi cờ vậy để chúng ta có thể dễ cho việc vẽ đúng tỷ lệ. Bức tranh này của chúng ta sẽ nó kẻ xong rồi đấy. Vâng, đi. Thôi ông cứ ăn đi đã rồi để nó nghỉ kệ nó, ông cứ ăn đi nhớ đi. Đúng rồi, đây là hai cái tem lốc của trên. Trên à? Vâng. Quay mặt lên trên thì. Vâng. Trên quay lại. Giờ chở mùi thì cam nhỏ nữa tí nè. Đợi giữa đều ăn đi nữa.
cây. Hôm nay đầu năm nó bán nó lại bán có 5.000 hay trước thôi. Không bán 6.000 trước. Nó biếm, nó biết được. Áo tượng này. À, nó không chống một cái vải này, nó chống được cái cổ. Chưa? Chưa, không có kẻ đâu. Đúng rồi. Đây, ông ăn đi đã xuống nào, mỗi không ăn đâu. Đẹp lắm rồi. Đẹp. Đẹp. Nó đập nhau này nè. Đây này. Đặt đầu nó đặt nhau này. Cái này là bị hơi bẩn đúng không nhỉ? Cái gì? Cái này hơi bẩn. Bẩn đâu bẩn? Bẩn cái này là mình chả cái màu chùm lên. Mẹ thằng mày. Người ta rẻ nó loang. Cái vải rẻ tiền. Bố ạ. Cái vải nó không nhiều tiền. Đây không anh? Mình gấp chứa lên tốc như là hình. Ồ, nhìn nó bị bẩn đúng không ạ? Cho tẩy nó hết rồi. À, đúng rồi, kiểu tay mình bám vào nó đấy. Cái này là vẽ gọi là vẽ nó không được cái tinh như là ông chưa phải đeo kính nào chứ còn đến lúc mà ví dụ như vẽ phải nhìn chi tiết là ông phải đeo kính lúc cần đeo tí thôi. Cố gắng không đeo kính. Nó lẫn với cái bầm như thế này. Rất tinh cái nó. Tôi bé tí mà con này ra đây.
mới đẹp cái nuôi ngựa trắng này. Trong này như có hai con ngựa trắng thôi, con đấy với cái con mỗi người trắng, còn tất cả là đuôi con này à, chứ không phải đuôi con này. Con này có mỗi tí đầu. Được. Con này không có. Con này nó ra thế này. Được. Nó có hai chân trước và đây này. Còn con này thì có cái chân đây. Con này thì không biết là trắng hay đen rồi. Con này thì không biết đâu. Được. Chỉ biết nó ngựa tốt, con trên mặt nó trắng. Được. Ngựa tốt mặt nó trắng. Mặt nó đẹp. Con mèo, con chó mà mặt nó đẹp, nó là con chó tốt đấy. Có mỗi bước này là ông vẽ ngược từ phía phải ra. Khi nó bị sai quá, chờ nó khô quá. Nhưng vẽ ngược thế nó có bị bất tiện hơn không ạ? Không. Bây giờ nếu ông vẽ được không cần phải đen trước hay là trắng trước. Nếu mà mới tập thì phải vẽ thì trắng trước, tức là màu nhạt trước, nhưng giờ quen rồi thì không cần. Vẽ chỗ nào trước rồi. Nhìn cái hình to đã chia nhỏ rồi.
Vâng. Chỗ tiện có đâu có bỏ.